chứ trẻ thì chỉ có là ai theo máu mới có thôi, còn già lắng lây cái mụn nó nhiều, không biết như cái chất gì mà ai bị chứ. Thành thịt luôn. Rồi, cứng không con? Cái hậu nó qua thịt luôn rồi. Rồi nó thành cái miếng thịt luôn, không có nhung nữa luôn. Nó lâu quá, nước mềm lên. Nó lâu cái nhẫn còn có xíu xíu. Cô qua đêm xem cô, trời trời cũng khó chịu. Cô xem cô. Nó gần thành thịt nhiều lắm, dính dính là rồi lâu lần ăn cũng có thịt nha. Cô là bị nhiều năm rồi, nơi thân việc là ai đưa trời có đau không nghe đây chị ơi. Có chiều hai kem đây mới hơi sữa rửa mặt rồi xí xí nữa thì ship đây ở đâu lên cỡ nhà ai thì cỡ quán tèo vậy, cỡ quán tèo trước đường chỗ đấu diện Ngọc Vy được không xí với gì địa chỉ cho 822 Nguyễn Lương Bằng đấu diện cà phê Ngọc Vy nữa anh tèo mới mở cà phê chỗ nữa hiểu không. Đúng rồi, nhà Thanh Hiền hồi xưa đúng rồi, xí hưởng đem lên cho. Hai sự rửa mặt hay. Nhai mô, không biết đường mà ra. Số máy em nhắn tin đi. Rồi không? Em nhắn vô tin nhắn cho chị đi, xí nhớ cho, nhắn tin nhắn cho chị đi nghe. Ok. Đánh chiều đó, chiều đen đó. Mình tưởng cái thằng môi trợ nó đi Thanh Việt đó mà. Các em biết ngành nó cái gì đi. Chụp đi, chụp đi. Cứ chụp lại đi, hôm qua hầu đi nhìn chứ, chụp qua đi. Lấy máy mình chụp đi xíu chụp được không qua hầu nói chị chụp biết cái tay hầu kiểm tra đau quá đi mà đau chứ cô chịu khó đi chứ cái nàng già ổn mà đau đây răng nạn con này nhà heo đấy mà chị cũng được răng nạn ra cục cầu nó cứng lắm con hả? Có mụn quá. Đau nè, xí mà lo đau đồ nè cho thấy, mình chỉ nổi mà thấy.
Hồi sáng cái đình lên bò kho, bò thì nó bò kho, nó thì nấu rồi sao quăng nó tôi quay lên tôi mua có hết trơn. Tôi mua đồ tùm lum. Một cái gì dài nè, bây giờ mua nửa ký nào, cái số lên mua nửa ký nữa gì. Ủa một ký nấu kiểu ra mình chưa nấu lần mua hết. Bò kho hả? À. Mà trang bày cho em ngon nha, mà quên rồi nè. Thôi mà gỡ Facebook mình mau lên YouTube thôi gì ổn mà. Ừ thịt thôi cái mình rim thôi chứ. Mình rim hang chạp cho thiệt mày rồi đổ nước rồi rim mình chiên mấy củ mình bỏ vô thôi chứ có gì mua. Bỏ mau nhiều thôi chứ còn cà rốt mình không bỏ mà. Số ăn mấy mà già cũ. Mau. Cái nó mấy củ mình bỏ cho vui thôi chứ đâu cần thiết đâu. Chủ yếu là bò nó cho mày. Một ít kho hầu giống thơ mình không không cần được cái sợ muốn ta đó hôm qua đi xa thằng lớn lái trời ơi đùa hả sợ, bò sợ hả chết không á nó đi ảo quá đúng không ừ. Vậy thì đi ảo kinh sáng đi em mới nhán trọng đó vô say luồn ruột luôn á dễ sợ gần lách nhanh nhanh ừ. Mà lâu đi đi thì họ chạy nhanh đó nhanh thì cũng nhanh nhưng mà không như thế thằng cu này ông kia u cha anh mới tuyển vô để anh xin lỗi em anh cho hắn nghỉ trừ cái rồi em đi em mà chị lái xe thì đã vượt rồi mà không tập trung gì ngó này tay lái tay để bên mà nói chuyện mà chẳng thề nói chuyện điện thoại bắt khách đây nói chuyện Facebook ừ. Hết Facebook đến Zalo điện miết ừ, luôn. Đứa quay đưa chồng. Thì em quay em đưa này. Ừ. Là em đi dễ sờ luôn. Tính màu của họ chứ. Ừ. Em kêu lái nhanh vượt ảo mà còn mà làm tài xế mà còn tám chuyện điện thoại miết luôn. Thì mình góp ý chứ. Cho thấy nguy hiểm kêu lần sau là em không dám đi rồi đó. Cứ là mà em là em đi miết mà. Khách quen chứ phải mà. Chạy dễ sờ thiệt. Á. Thằng kiểu bố à hay thằng kiểu ra luôn thằng chở bố á là cái đi là kiểu như mình liên hệ cho tổng đài á trên có cái người trực cái nào động điều xe tới mình nói giờ mua là xe muốn thì vô nhờ xe nó biết đâu ừ. Thì nhờ xe thôi ừ. Thằng hồi sáng đi thì không chi thằng đi dễ sợ nhanh để về đó chút 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 gớm về mình ngồi xe là mình thấy nó vượt một kiểu như là nó sát đi luôn này nó trời ơi lấy chị cây 70 đi con cây 70 với lực á già lắm rồi hả con? Cô mà không già nữa chứ bây giờ. Nó đi nạn mà hả? Cô như nam là thiểu phải già thôi chứ. Mấy chục nam này chứ có nhiều cái phải mấy chục nam rồi mới luôn. Ừ. Mình lưng rác rồi này, đây bên đây đây, đó. Dưới cùng á. Đó. Ừ ngu quá. Thôi trang một chi 100 có một lần mấy cầu mà còn hả lấy 70 tính đi khe trăm cho khe trăm trà cây nữa cây nữa 24 quay 24 nó hết 170 rồi bật cái hướng ống rồi
Đâu có dừng cuộc chơi, giờ nghỉ còn tiếp. Thank you, con rất là